Hành trình Tân Cương mùa hè lại tiếp tục. Trong tập 6 này, đi cùng Cơ đến hồ Seyrem, nơi được mệnh danh là giọt nước mắt cuối cùng của Đại Tây Dương. Vì sao vậy? Cùng Cơ khám phá nha! Chào, good morning mọi người. Thì hôm nay mình đang ở Khoai Tuyển. Thì là một cái thành phố nó gần với lại cái hồ Samre. Nhưng mà nói gần vậy thôi, nhưng mà với tình hình là Tân Cương chỗ nào cũng to bự hết á, thì chúng ta sẽ tốn tầm 3-4 tiếng đồng hồ để đi từ Khoai Tuyển đi đến hồ Samre. Mà thời tiết hôm nay lại mình thấy là đang chuẩn bị mưa giông nữa rồi. Nên là hy vọng là tới hồ Samre sẽ có được trời nắng một chút xíu nha. À, trộm vía là vậy. Bây giờ chúng ta đi cùng Cơ đến hồ Samre thôi. Let's go. Bữa giờ đi xe rất là trơn tru, nhưng mà bữa nay là đầu tiên mới thấy kẹt xe nè mọi người. Mình đang ở tới cái cửa của cái hồ Samre rồi. Và đây là cái hồ này mọi người. Thì cái hồ này khác với những cái khu du lịch khác là mọi người phải hồ Seyrem nha mọi người. Hồ Seyrem, và đây là cái hồ nè. Thì khác với những cái khu du lịch khác á, là mọi người phải dùng những cái khu vực gọi là xe trung chuyển của cái khu du lịch đó. Thì ở đây mình được lái xe đi vào luôn, cho nên là mình có cái sự tự do để mà mình khám phá và bắt những cái góc đẹp. Và ở đây tôi mới thấy là bắt đầu giống Tân Cương rồi đó mọi người. Với bữa giờ thì tôi cảm thấy nó hơi giống Đà Lạt, tại vì đây có hoa cỏ xung quanh nhìn nó ảo diệu hơn một chút xíu. Và phía đằng xa kia thì nhìn khá là mênh mông. Thì ở đây thấy nó giống như là cái biển hồ Nhĩ Hải ở Đại Lý mà hồi tháng 3 mình vừa mới đi. Cũng rộng như vậy với những cái du thuyền. Nhưng mà được cái là tại vì khu vực này rất là xa trung tâm Đại Lý, thì nó tương đối là nó gần thành phố quá, cho nên là du khách tới rất là đông. Nhưng mà qua bên này thì thấy đỡ hơn và nó nhìn nó mênh mông hơn. Đó. Bữa nay thì mưa gần như là nguyên một buổi sáng luôn và qua buổi trưa luôn, thì bây giờ là tới 4 giờ thì bắt đầu là trời nó bớt mưa và còn mây mây thôi. Đây là ở một cái trạm dừng của Vinh Hồ nè. Và có những cái du thuyền cánh buồm nhỏ đằng xa, thấy chưa mọi người? Đó. Như là có thể thuê để đi dạo trên cái hồ này. Rồi bây giờ thì mình đang ở cái khu vực hồ, thì cảm giác là giống như thay đổi thời tiết rất là chóng mặt nha mọi người. Vì bữa giờ thời tiết là sa mạc, nóng rất là gay gắt và mình rất là ghét cái thời tiết đó. Nhưng mà bữa đây thì qua cái thời tiết này thật là tuyệt diệu. Tại vì gió lồng lộng như thế này và thời tiết đang có 13 độ thôi, rất là đã. Và mình vừa mới mua cái khăn lông nên là quá là hợp lý để để đi chơi ở quanh cái hồ này. Wow. Đây.
cái đường đi quanh hồ rất là đẹp, làm đẹp ghê á. Nhưng mà đường tới đây thì có nhiều đoạn cũng hơi ổ gà chút xíu. Thì ở đây là cái vạch màu đỏ để xe đậu ở trên cái vạch đó nha mọi người. Thì ở đây là làm đường để mà đậu xuyên suốt dọc cái hồ luôn, cho nên là mọi người có thể dừng đậu thoải mái. Chị không nghĩ là chị nghĩ là nó có một cái giải phân, nó không phải là chị nghĩ không phải là tại nếu như nó mới được nhắc lên tại có gì cũng đẹp. Nè mọi người coi cái thời tiết ở đây nè, nó đang cảnh báo là thời tiết nguy hiểm, vừa có mưa đá, vừa sẽ có là mưa bão, rồi có sấm chớp nữa. Hiện tại thì trời trộm vía là đang đỡ hơn hồi nãy rất là nhiều. Bây giờ thấy em không tin rồi đó. Rồi bây giờ mình đang dừng xe lại dọc bên cái hồ nè. Thì ở đây á, mỗi cái khu vực của mỗi cái hồ á, của cái, tức là một cái hồ rộng như vậy, nó chia rất nhiều khu vực khác nhau và nó có tên riêng của nó nữa. Đó, thì càng đi vô sâu bên trong á, thì mọi người sẽ thấy những cánh đồng hoa nhiều hơn một chút xíu. Nhưng mà bữa nay thì cái khúc này nó hơi bị úa một rồi. Đó. Thì đằng xa này mình thấy là background rất là đẹp. Đó. Trời ơi, thời tiết rất là vui. Trời ơi, có mấy con cào cào nó nhảy từ trong cỏ ra, mắc cười quá. Có mấy cái đây có hoa gì đây? Hoa này là bồ công anh nè. Bồ công anh để thổi. Để thổi thử. Khó quá mọi người ơi. Nhìn vậy thôi chứ không thổi được. Mình không có hái lên nha, đừng chửi mình. Bây giờ cái hồ đang nắng lên rồi, mình cảm thấy là nó đã đẹp hơn một chút xíu. Đó, ở đây thì vào mùa hè thì lại có rất là nhiều hoa cỏ như thế này. Mọi người có thể coi cùng mình nha. Và nhìn nó rất là mênh mông bát ngát. Có một cái sự thật á, là đôi khi á, là nếu mà mình nhìn trên một cái bức ảnh thôi á, hoặc là cái video thôi, nó không thể hiện được cái sự rộng lớn của cái vùng đất Tân Cương này và cái khu vực hồ này. Và ở đây mọi người coi, trời, kiểu nãy giờ mình đi phải nói là nửa tiếng đồng hồ ở dọc cái hồ rồi, nhưng mà vẫn chưa hết và vẫn thấy là vẫn còn rất là nhiều địa điểm để mình dừng chân lại. Ở đây mình đi vào bên trong những cái khu vực này đầy đủ tự nhiên và vô cùng xinh đẹp.
Hồ Xây Rem là một hồ nước ngọt nằm ở dãy núi Thiên Sơn của khu tự trị Tân Cương. Đây là hồ nước lớn thứ hai ở Trung Quốc thôi, và chỉ sau cái hồ Lấp Nua với một diện tích mặt nước khoảng là 1.130 cây số vuông. Hồ được bao quanh bởi những ngọn núi phủ tuyết và những đồng cỏ xanh mướt. Và Hồ Xây Rem là một điểm đến du lịch rất là nổi tiếng, với các hoạt động phổ biến là các bạn có thể chèo thuyền nè, câu cá và đi bộ đường dài. Hoặc đơn giản hơn là giống như mình là mình sẽ chọn đi xe dọc quanh bờ hồ. Và hồ cũng là một nơi mà có chứa rất là nhiều loại động vật hoang dã, bao gồm cả ngựa hoang và cừu cũng như là bò chắc. Và mọi người thấy cái con đường trước mặt mà nãy giờ chúng ta đi không? Cái con đường này chỉ vừa xây được cách đây 6-7 năm thôi. Tại vì hồi trước á, cái đường là vốn dĩ nó nằm ở tít ngoài kia kìa, cạnh cái bờ hồ luôn. Và nếu mà mọi người coi á, thì sẽ có được thấy được những cái tàn tích của cái con đường cũ, thì nó bị xói mòn do bị sụt lún đất của quanh bên hồ. Thì cái khu vực này á, là hoa nó vừa ngưng nở cách đây một tuần. Thì thời gian đẹp nhất của mọi người nên đi là vào tháng 5 và đến đầu tháng 6. Hiện tại là mình đang đi vào đầu tháng 7 mất tiêu rồi. Nên là nó thời gian nó cũng hơi bị tréo ngoe để mà gọi là xem hoa ở cái độ gọi là đẹp nhất của nó. Và ở đây thì được cái là mình thích cái thời tiết này. Tại vì quanh năm á, ở khu vực này vừa có núi, vừa có hồ và gió lộng. Cho nên là ở khu vực này khí hậu rất là ôn hòa, dễ cho chúng ta cảm thấy là relax hơn một chút xíu và nó chill chill hơn để mà các bạn đi từ từ, thậm chí có thể dừng xe và đi bộ một đoạn cũng được nữa. Và vào mùa đông á, thì theo thông tin á, là các bạn tưởng tượng nha, là nguyên cái hồ này sẽ đóng băng và tuyết ở khu vực này rất là dày luôn. Tại vì bây giờ đang là giữa mùa hè vào tháng 7, nhưng mà khí hậu nó giống như San Francisco mùa hè vậy đó mọi người, là có 13 độ thôi, rất là lạnh luôn. Thì San Fran cũng bị cái tình trạng giống như cái khí hậu bên này, tức là nó bị đó là một cái khu vực trũng của cái khu vực núi, nên là tạo ra cái luồng không khí nó đổ xuống làm cho nó lạnh hơn bình thường vào mùa hè. Khác với lại cái chuyện là mình thường hay nghĩ đó, đúng không? Đó là mùa hè người ta sẽ thấy rằng là cái thời tiết nó sẽ ấm nóng hơn, thì bên này vẫn rất là ôn hòa và có khi hơi lạnh một chút xíu vì gió rất là mạnh. Đó, mọi người thấy chưa? Đó là cái con đường cũ còn sót lại sau khi mà nó bị sụt lấn quanh bờ hồ. Đó, là cái con đường này mọi người có thể đi xuống để mà chụp ảnh rồi dạo hồ luôn. Còn phía bên này của mình là con đường mới nè, đã được xây dựng gọi là nhìn nó chỉnh chu và có vẻ an toàn hơn rất nhiều và xa bờ hồ hơn rất nhiều. Đó, mọi người thấy chưa? Đi lúc mà đi vô thì dễ, nhưng mà lúc đi về vào cái buổi tan tầm như thế này gần 6 giờ thì là xe đi ra rất là nhiều luôn và sẽ có thể nguy cơ kẹt xe nha mọi người. Tại vì đường vẫn đang sửa chữa và có cái khu đường thì nó rộng, có cái khu ngược lại thì đường lại quá hẹp đi. Một triền cỏ toàn là hoa vàng thôi mà nhìn nó mênh mông làm sao. Đây mọi người coi con đường nhìn ngược lại đẹp chưa này. <cười>
cái thời điểm tốt nhất để mà chúng ta đến thăm Hồ Xây Ram đó chính là từ tháng 6 đến tháng 9, khi mà cái thời tiết ấm áp và khô ráo hơn, tại vì mùa đông ở khu vực này rất là khắc nghiệt luôn, nó có thể dao động đến âm 30 độ C, cho nên là khi mà tới đây là gần như là rất là khó đi chơi, cho nên là mình đi vào cái dịp mùa hè là cái thời gian rất là tốt để mà mình ngắm hồ một cách rõ nét nhất, tại vì vào mùa đông á mọi người là cái hồ này sẽ bị phủ tuyết và đóng băng hoàn toàn luôn, có nét đẹp riêng nhưng mà sẽ vô cùng khắc nghiệt luôn. Và mùa hè thì mọi người khi mà tới Hồ Xây Ram các bạn nhớ mang theo kem chống nắng nè, mũ và kính râm vì mặt trời có thể rất là chói chang, và với độ cao lớn cũng như đặc biệt là vào mùa hè thì thời tiết nó sẽ khắc nghiệt hơn. Hôm nay mình trộm vía là mình đi nó dễ chịu hơn rất là nhiều, và mọi người đừng quên là uống nước để tránh bị mất nước nha. Trời ơi mọi người ơi, nắng lên rồi và bây giờ mới thấy cái hồ này rất đẹp nha. Kiểu wow. Bây giờ mình mới thấy hồ này quá đẹp luôn, mình nắng lên. Nãy giờ trời âm u một chút xíu nhưng mà bây giờ mọi người coi nè. Trời ơi, đồng nguyên một đồng cỏ hoa vàng, trời ơi đã chứ. Và đằng sau mình là biển hồ luôn, quá đã. Nhìn cảm giác như là mênh mông luôn mọi người ạ. Và phải nói rằng là ôi, đúng là phải tùy vào cái điều kiện thời tiết mà cái chúng ta mới coi được những cảnh quan thật là đẹp. Và bây giờ mình đi giữa một cái cánh đồng này đi ra phía bờ hồ. Wow, đẹp quá chừng luôn. Mọi người coi cùng mình nha. Đó, hoa quá trời, hoa trải dài luôn. Hoa vàng trên cỏ xanh. Và phía bên này thì mọi người coi này, dãy núi nè. Và mùa đông nó sẽ có tuyết nhiều hơn. Và mùa thu đã bắt đầu có tuyết rồi. Và bên này nguyên một cái rừng thông. Wow, coi nè, đã quá đẹp, quá trời đẹp luôn. Hả? Yeah, và đây là Tân Cương mà mọi người biết. Và cái khu vực này, cái hồ này á, nó gần với lại biên giới của Kazakhstan và Kyrgyzstan. Thì đây là một cái hai cái nước Trung Á, cho nên là cái địa hình của nó, nếu mà mọi người đi Trung Á rồi thì sẽ thấy giống, rất là giống luôn với những cái hồ to lớn như thế này, cũng như là thảo nguyên mênh mông bát ngát. Thì ở đây chỉ còn bay qua Trung Quốc thôi là nó sẽ, chúng ta đã có thể đi Tân Cương và đi khám phá được những cái vùng đất mà với thiên nhiên đẹp như thế này. Wow, phải nói là quá may mắn. Dưới đây là một số thông tin rất là thú vị về hồ Xây Ram nha mọi người. Đầu tiên, hồ được đặt theo tên của người dân Xây Ram, những người đã sống ở trong khu vực này nhiều thế kỷ qua. Thứ hai, đó là hồ đã là nguồn nước quan trọng của nông nghiệp và tưới tiêu, cũng như là hồ cũng là một địa điểm tâm linh quan trọng đối với người dân Xây Ram. Những người tin rằng nơi đây là nơi ngự trị của các vị thần. Và hồ Xây Ram là một di sản thế giới được UNESCO công nhận vào năm 2010 đấy mọi người. Và cách để đến hồ Xây Ram đó là mình sẽ đi cách tầm thành phố Urumqi là
là 300 cây số, có thể đến hồ bằng xe buýt hoặc là taxi, và sân bay gần nhất là sân bay Urumqi, cho nên là thật sự là phải nghỉ chân giữa đường, tại vì 800 cây số là một cái quãng đường rất. Alo. Em ơi mưa, bên kia về rồi. Bây giờ là 7 giờ tối nha, và thời tiết đang chuyển rất là dữ dội. Mặc dù là mình đang rất là muốn ở lại chơi tiếp, nhưng mà mọi người nhìn bầu trời nè. Đó. Trời ơi, bầu trời đang chuyển mưa, và đúng là có thể là mưa bão thiệt, và có thể là mưa đá nữa, rất là nguy hiểm luôn. Cho nên là bọn mình phải lên xe để bắt đầu đi. Cái khúc tụi mình vẫn còn nắng nha, nhưng mà nhìn cái bầu trời nè, wow, chuyển quá lẹ luôn. Nãy thời tiết đang rất là đẹp, nhưng bây giờ chuẩn bị là có thể là sẽ nguy hiểm để đi đường đó. Bây giờ là 7 giờ rồi, và rất là tiếc chào tạm biệt chiếc hồ xinh đẹp này, để quay trở lại thành phố Gili. À không phải, mình sẽ tới một thành phố mới tên là Gili, để nghỉ đêm tại thành phố Gili nha. Ok, đi thôi. Và bây giờ thì mình vừa mới ra khỏi khu vực của cầu, và hiện tại á, là có một cái điểm mình vừa ra khỏi khu vực của cái hồ. Thì mọi người nhớ nha, khi vừa ra khỏi đây á, thì sẽ có một cái trạm dừng chân nhỏ ở bên con đèo này, và cái view này rất đẹp. Đây mọi người coi nè. Đấy, để mình quay camera lại cho mọi người coi nha. Đó, thấy nguyên một cái cầu để mà xuyên núi. Quá đã luôn, lát hồi mình sẽ đi xuyên qua cái cầu này để đi qua địa về lại Gili. Đó, rất đẹp luôn. Nên là nếu mà mọi người đi xong cái hồ xong rồi, vừa ra khỏi cái khu vực này, là các bạn nhớ dừng lại để ngắm cái cảnh hùng vĩ này nha. Trời, quá đẹp luôn. Sau khi đi được một đoạn đường đẹp thì lại kẹt xe như thế này. Nên mình đợi ở đây chắc cũng phải được 15 phút, 20 phút rồi đó. Đó. Bây giờ thì có vẻ là di chuyển được một chút xíu. Tình hình giao thông ở mấy cái khu này nó vậy. Quá đông như khách du lịch vào mùa hè. Nãy giờ mình cứ tưởng là cái khu vực này nó bình thường nó kẹt xe nhiều lắm do khách du lịch.
Nhưng mà hóa ra là nguyên một cái xe chở hàng nè mọi người. Chở, ôi wow, hai cái xe nó tông vô nhau. Mà cái xe đằng trước là trời ơi, chở toàn là xe hơi không mọi người ạ. Wow, wow. Trời ơi, nhìn ghê quá. Coi nè, cái mấy cái xe hơi đằng sau, trời ơi, hai cái xe tông nhau. Wow. Cái này có vấn đề, vậy là có vấn đề. Wow. Ờ. Quá trời luôn, hèn chi là mấy kẹt cứng ở khu vực này luôn. Bây giờ đã qua được rồi. Ờ. Rất là đáng buồn. Và bây giờ mình cũng về khách sạn của mình tại thành phố Yili. Thì cũng là một khách sạn nhìn cơ bản thôi mọi người, để mà ngủ nghỉ thôi. Mình mà phòng khá là rộng và có một cái view nhìn ra toàn cảnh thành phố như thế này cũng khá là ok. Từ tầng 6 nha. Đây, thành phố Yili cũng là một thành phố nữa ở khu vực Tân Cương và cũng khá là hiện đại chứ không. Xuống ha. Nha. Yeah. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi ngày hôm nay của mình tại hồ Salimu hoặc là hồ Seyram. Đó là có rất là nhiều những cái tên khác nhau của cái hồ đó. Và hy vọng là mọi người sẽ theo dõi tiếp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ngày hôm nay của Cơ. Và mình sẽ lo tắm rửa để nghỉ ngơi. Và sau đó ngày mai sẽ lại là một ngày với rất nhiều khám phá nữa ở vùng đất Tân Cương vào mùa hạ nha. Và ngày hôm nay thì mình cũng đã quen dần với lại cái khung thời gian rất là trớ trêu của Tân Cương rồi. Hiện tại thì trời vẫn đang sáng trưng như thế này, nhưng mà bây giờ đang là hơn 10 giờ đêm đó mọi người. Yeah, và mình đã khá là quen rồi. Và hẹn gặp lại mọi người vào tập sau nha. Bye bye. Hành trình đi cùng Cơ đến Tân Cương vào mùa hè chưa kết thúc đâu mọi người. Mình vẫn còn những hành trình phía trước. Sau khi rời hồ nước Seyram, hồ nước ngọt lớn thứ hai tại Trung Quốc và lớn nhất tại Tân Cương, chúng ta sẽ đến đâu? Chúng ta cùng khám phá. Và nhớ like, share cái video này nếu như bạn yêu quý Cơ. Và đừng quên là subscribe để theo dõi hành trình của Cơ và tiếp tục đi cùng Cơ nhé mọi người. Hẹn gặp lại vào lần sau.